Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 19 tháng 9 tại thành phố Mỹ Tho, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang Tiwaco và tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawako đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về cung cấp nước sạch. Đến dự có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Theo đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện thực hiện các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực của ngành nước và không giới hạn, bao gồm chia sẻ thông tin về các hoạt động và bài học kinh nghiệm trong ngành nước, tập trung vào một số nội dung cụ thể về quản trị doanh nghiệp, kỹ thuật, đầu tư, công nghệ, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao kỹ năng, giao lưu nhân sự định kỳ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai đơn vị, mời tham dự hoặc hợp tác tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo về chuyên môn cấp nước, nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới khoa học công nghệ. Hợp tác lần này là một dịp để cho các anh em trong ngành nước nói riêng và anh em chúng tôi có điều kiện tiếp cận, học tập nhiều hơn từ các anh, từ công tác quản lý, từ cái công tác mà ứng dụng công nghệ chăm sóc khách hàng và dịch vụ, đó là cung cấp nước ngày càng hiệu quả, hiện đại và chất lượng. Và tôi cũng đề nghị trong đảng ủy ban giám đốc của công ty cấp thoát nước Tiền Giang, nhân sự kiện này thì chúng ta là một cái cơ hội, là điều kiện, thì chúng ta hết sức cố gắng để nâng cao cái năng lực của mình, rồi cái khả năng để mình tiếp nhận những cái kiến thức, những kinh nghiệm và những trao đổi từ các anh, các chị ở thành phố Hồ Chí Minh, để đưa cái ngành nước chúng ta ngày càng là phát triển tốt hơn, phục vụ hiệu quả tốt hơn cho nhân dân. Nhất là Tiền Giang, một tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, chúng ta vừa có dùng đất đó là ngọt, dùng đất nhiễm phèn, dùng đất nhiễm mặn. Đấy, và dùng đất ven biển thì chúng ta có một sự biến đổi khí hậu. Do đó là cái nhu cầu cấp nước cho người dân, cho sản xuất và nhất là trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa này thì nhu cầu rất quan trọng. Đấy, tôi cũng đề nghị các ông chí hết sức quan tâm. Sawako là công ty chịu trách nhiệm chính trong sản xuất và phân phối nước sạch cho thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước, phục vụ trên 1,9 triệu đấu nối khách hàng, tương đương hơn 11 triệu dân. Sawako có tổng công suất thiết kế đạt trên 2,4 triệu mét khối một ngày, với 7 nhà máy xử lý nước và mạng lưới cấp nước có tổng chiều dài gần 11.000 km và 10 đơn vị quản lý hoạt động dịch vụ cấp nước cho khách hàng. Riêng Tiwaco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang làm đại diện chủ sở hữu. Công ty phục vụ trên 259.000 đấu nối khách hàng, tương đương hơn 1 triệu dân, có tổng công suất thiết kế đạt 195.000 mét khối một ngày, với 8 nhà máy xử lý nước và hơn 60 trạm cấp nước nông thôn. Mạng lưới tuyến ống cấp nước của Tiwaco có tổng chiều dài gần 5.000 km và 3 chi nhánh cấp nước trực thuộc.